Thì anh sẽ dùng là có hai, anh sẽ dùng cái cọ số anh, hôm nay là anh sẽ dùng cái cọ lớn nha. Cọ lớn nhất của mình. Cọ này là cái cọ số 10, không phải lớn nhất mà cái cọ số 14 nha mấy em. Ok, nó có hai cái cọ anh sẽ dùng, cái cọ số 14 và cái cọ số 10 thì mấy bạn em có thấy được cái cách lấy bột như thế nào. Thì mấy bạn mới hiểu được cách lấy bột như thế nào nha. Bạn theo dõi đây, cái cọ là cái cọ số 10, this is number 10, this is number 14. So there are two different size of brush. Đây, mấy con theo dõi, mấy em theo dõi. Rã rời thân xác. Em chắc bị gì rồi. Nè, bây giờ mấy bạn coi này, cái màu đây là những cái màu này là những cái màu màu metallic nha. Những cái màu này là những cái màu đầu tiên của công ty Chisol bắt đầu ra. Là công ty Chisol nổi tiếng là nhờ những cái màu này này. À, tại vì những cái màu này nó rất là đẹp. À, mấy bạn có thể đắp được, đíp được, mấy bạn có thể làm được hết tất cả mọi thứ. À, màu nào cũng vậy hết. Nó rất là đẹp luôn. À, cọ số 12 cũng good. Đây mấy bạn coi. Thì mình sẽ bỏ hết ra cho mấy bạn coi tất cả những cái màu này A, B nằm chỗ này hết nha. Bạn theo dõi đây. Đây. Từ 1A tới 1B cho tới 5A tới 5B. Đó. À, mấy bạn coi này. Rã rời thân xác. Em hốt quá mà không rã rời sao được. À, ok. Thì bây giờ mấy bạn thấy là cái liquid là liquid Chisol ha. Trước hết David sẽ làm cái cọ số 14 cho mấy bạn coi này. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu vàng trước này mấy bạn coi này. Cái cách đắp bột đó, cái cách đắp bột là mấy bạn nên nhớ là khi mình lấy cái bột lên á là mình sẽ coi là cái cọ của mình nó là cọ số mấy. Và cái móng của mình là cái móng dài bao nhiêu thì mình mới biết được cái lượng liquid để mình lấy lên và cái lượng bột để mình lấy lên cho nó chính xác. Này, good morning Thủy Tiên em. Thủy Tiên lên. Thủy Tiên lên. Nè các bạn coi này, bây giờ cái lượng liquid này mình lấy này, đúng không? Cục bột này, mình biết cái móng này nó dài thì mình sẽ lấy cục bột như thế này, mình sẽ thả xuống này, các bạn coi này, thả xuống này. Ok. You guys see how I did that? I just keep this all the way cho nó tới ra ngoài luôn. Sau đó, các bạn coi này, mình đập ngay đây này. Ok. Đó, đi sát vào cuticle ha. Đó, các bạn thấy không? Ôm nó vô này thấy không? Thì mấy bạn nhìn kỹ nè. Thấy rõ không? À, nhìn kỹ này. Mình chùi cái cọ này, tiếp tục là mình guốc hai bên này. Mấy bạn nên nhớ là mình làm như thế nào. Ok, David lúc nào cũng hướng dẫn cho mấy bạn hết á. Là mình muốn làm chủ cái cọ chứ không muốn làm chủ cái dũa. Các bạn hiểu không? Mình muốn làm, mình muốn master cái cọ của mình. Thì master cái cọ của mình là mình sẽ nhìn, mình sẽ biết được là cái móng tay nó dài như thế nào và cái cọ của mình nó lớn như thế nào. Thì cái phần nước và cái phần liquid các bạn nên lấy là các bạn nên nhớ là phải lấy cho nó đúng chính xác. Đó. Thì mình làm xong thì mình đắp vào cục xong như vậy thì nó tới nơi tới chốn là mình vuốt nhẹ cái thôi là nó sẽ đi ra tới ngoài luôn. Xin lỗi sư phụ nhé, em có sự cố. Good morning Nguyên em. Sự cố gì em? Em bị gì? Hả? Sự cố gì, xin lỗi gì nè, vô trễ phải không? Vô trễ là anh nói rồi đó, anh bắt em quỳ đó. Hello Morgan em, khỏe không? Phạt, chắc chắn anh sẽ phạt rồi, anh nói là phạt. Phạt trộm mông. Mà cục bột thứ hai các bạn để ngay cuticle nè, thấy chưa? Ok, right by the cuticle here, the second bead of the powder. You place it, này mấy bạn lấy nhẹ nhẹ nè. Đẩy sát vào cuticle nè. Đó, thấy chưa? Đó, mấy bạn thấy không? Ôm nó lại nè, thấy chưa? Mấy bạn nhìn nè. Này, cục bột của mình nó tới đâu và tới đó. Nè, mà mấy bạn nhìn ngang các bạn thấy cục bột nó chạy như thế này, nó cong như thế này. Đó. Thì cái cục bột của mình các bạn thấy không, nó đi rất là đều. Mình không có tốn cái thời gian để mình dũa nữa. Các bạn và các anh chị thấy chưa? Ui, bàn tay của anh thành nông dân chính hiệu rồi nè, anh thấy không? Này, nông dân chính hiệu luôn nè. Hôm qua anh cào đất á. Tại hôm qua anh đi đào mấy con dung này cho mấy con cá nè anh. Nè, mấy bạn thấy chưa? Cái mà mình lấy cái bột đó, nó rất là quan trọng trong cái khâu mà mình đắp bột. Nè, sương mù rất là đẹp này mấy bạn thấy chưa? Đây là cái màu này là cái màu nó gọi là 5B. Ok, thì bây giờ anh sẽ ghi cái số 5B này xuống cho thấy này. Đó là 5B. À, mình để có một bên. Các bạn thấy chưa? Bây giờ là mình tiếp tục mình đi ngón thứ hai này. Ok.
Mấy bạn coi này, đây mình lấy cục bột này. Trước khi mấy bạn muốn lấy cục bột mà cho nó chuẩn á, mấy bạn nên nhớ là mình sẽ một là mình lắc nó lên, hai là mình stir lên như vậy này. Để làm chi? Để cho cái bột á nó đều ra, nó loang ấy ra, để cho mình đắp cho nó dễ hơn. Nó không có bị cục cục và nó sẽ không có bị cứng khi lấy cục bột khó lên. Anh đào Yun đắp thì da đẹp. Em muốn đắp thì bữa nào anh xuống đây anh vào cho em đắp. Anh bảo đảm em luôn. Da em cực đẹp, đẹp hơn da anh luôn. Anh ơi, mỗi lần lấy bột anh chỉ khó là cây cọ lên cho em xem lượng bột anh lấy được không ạ? Dạ em ước chừng lượng được bột. Ok, em muốn ước lượng đúng không? Ok, em coi đây. À, hello Susan, em khỏe không? Bây giờ em coi này. Ok, lấy cái cọ này, chùi cọ sạch này đi không? Bây giờ sạch cọ sạch sẽ nè. Ok, chùi sạch nè. Em thấy có bột đây nha, em chú ý nha. Này, hello Vân, hello Tim Thâm, khỏe không em? À, Tim, em chuẩn bị đi xuống Florida nha. Nè, Chính Nguyễn, sáng giờ em bận từ sáng giờ. Ồ vậy đó hả, vui vậy. Nè, mấy bạn coi đây. Lấy nước nè, lấy bột nè. Em thấy cục bột chưa? Nè, nhìn cục bột nè. Thấy không? Em thả cục bột ngay cuticle nè. Thế, em kéo xuống nè. Em kéo xuống nè. Em kéo xuống nè, em kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo nó ra. Còn bao nhiêu bỏ nó đi nè. Bây giờ mình lo cuticle trước nè. Thấy giờ. Đó, mấy bạn thấy chưa? Hốt hai bên hốt vô nè, thấy không? Đó, kéo xuống nè, thấy không? Đó, thấy chưa? À, thì khi mà cái cọ mà nó, cái bột của mình mà khi mà nó còn hơi, nó hơi bướng bướng, mà nó hơi cứng cứng á, thì mấy bạn đè là ngay giữa đó, mấy bạn vuốt nó vô. Đó. Thì cái cục bột này mấy bạn thấy chưa? Cái bột này là bị lý do như vậy này. Lý do của bột này nó bị khô. Đó. Thì mấy bạn lấy nó bị thiếu đúng không? Bắt buộc là mình phải lấy cục bột khác. Và mấy bạn thả ngay trên đây này. Đó. Và giữ yên nó không làm gì hết nha. Bây giờ mấy bạn thấy không? Giữ yên đó. Mấy bạn đập nhẹ đây này. Ok. Đó. Mấy bạn thấy không? Kéo nó xuống này. Đó. Thì cái thời gian mà để cho nó khô đó đó, nó giữ đầm ở ngay đó đó, là để cho nó khô, để đem cho mình dễ vuốt hơn. Các bạn thấy giờ ôm nó vô này. Đẩy vô này, thấy không? Ôm vô thật đều ha. Bạn coi này, ôm vuốt vào ngay giữa hết này. Thấy giờ. Đó. Nhẹ nhàng, thấy không? Đó, mấy bạn vuốt nhẹ ở đây thôi này. Đó, thấy giờ. Màu này làm design smoothie đẹp chết luôn. Ờ, ok, giống như là đu đủ nha em. Em thèm đu đủ không? Cho em này. Bây giờ là anh lấy cái bột khác nữa này. Coi này, cái bột khác anh để ngay cuticle này. Okay. Mình để sát vào cái cuticle đó và mình để nhẹ xuống này. Sau đó mấy bạn đập nhẹ ngay cuticle cho David nha. Các bạn đập nhẹ xung quanh. Đó, thế giờ các bạn đập nhẹ xung quanh cho David nha. Đó, thấy không? Đó. Ok. Ha. À, các bạn thấy không? Chỗ này nó bị thiếu này này, hơi bị mỏng này, mình thả cục bột nhỏ ở đây này đó, để yên nó ha. Hello LC, em khỏe không? Này mấy bạn thấy chưa? Đó. Thì mình đắp cái cục bột á, mấy bạn nên nhớ là cái cục bột nó rất là quan trọng khi mình đắp, đắp làm sao cho nó thật đẹp. Mấy em biết không? Nếu mà đắp mà nó không đẹp, cái màu này là cái màu 5A. Ok, cái màu là cái màu 5A đây. 5 này. À. Thì đây là những cái màu này các bạn thấy không? Cái những cái màu này đó là nó coi này, nó rất là cái màu của chisel nó được một cái là nó rất là chuẩn. Các bạn không có lo về vấn đề mà nó sẽ bị marble hay là bất cứ một cái lý do gì mà nó làm rắc rối cho mình. Ok, khi mấy bạn đắp thì các bạn sẽ thấy được cái độ dẻo của nó và mấy bạn sẽ tìm được cái đam mê của nó. Ok. Còn cái màu này là cái màu 3A này. Mình lấy cái màu 3A cho các bạn coi nha. Đắp nè. Bây giờ. À, lát sư phụ cho từ em xem trong mộng kia sư phụ. À. Lát sư phụ cho
Tú Anh xem trai trong mộng, xem trai trong mộng ha. Trời, anh biết có dấu giùm cho em cái đi. Cái gì là đọc léo cái lưỡi luôn, đọc không ra nữa. Nè, bây giờ mấy bạn coi tiếp tục nha. Thường thường mấy bạn nên nhớ là như vậy này. Trước khi mình đắp cái bột á, ok, cái mặt của mình như vậy này, nhiều khi nó hơi bị, cái mặt móng nó bây giờ nó hơi bị khô, đúng không? Mấy bạn nên lấy bạn cái tay, mấy bạn lấy cái cọ, mấy bạn sơn như vậy này, thì nó sẽ giúp được cái cục bột của mình nó chảy tốt hơn. Các bạn thấy không? Xin đổi tiếng vàng cam đi anh, đầy đủ hết này, anh không có đầy đủ hết, không có thiếu gì màu gì hết này. Thì mấy bạn nên nhớ, nhưng mà bây giờ mấy bạn nên nhớ là khi mình đã đắp rồi, mình bỏ cái primer lên đây, thì mấy bạn đừng có bao giờ lấy cái liquid mà mấy bạn chùi chùi cái mặt ở trên này. Lý do đó là nó có cái primer rồi, mấy bạn chùi ly thì nó chùi cái primer của mấy bạn đi, thì nó dễ bị lip lắm. Hiểu chưa mấy bạn, hiểu chưa? Thì nên nhớ là mình không có nên khâu chùi như vậy, mình chỉ cái chùi là chùi chỉ cái bóng giả thôi, bóng thật mấy bạn không có nên chùi. Ok, mấy bạn hiểu chưa? Tiếp tục nè. Nè, lấy cục bột nha. Lấy nước này ha không? Lấy cục bột nè. Thấy chưa, thấy cục bột chưa? Hả nè. Cục bột ngay cuticle nè. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè, kéo xuống nè, kéo xuống, kéo xuống một cái hết nè. Chùi cọ nè. Ngay khúc này nè, mấy bạn nhớ lo cái cuticle này, thấy không? Đó, thấy chưa? À, mấy bạn thấy nó ôm vô không? Đó, thấy không? Mấy bạn thấy là cái cục này nó hơi bị nhỏ nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Ôm nó vô nè, thấy không? Thì đâm ra mấy bạn làm, mấy bạn nhớ là cái bột của mình lấy bao nhiêu là mình biết. Trời ơi, bàn tay hôm nay dính xịn không à. Đúng rồi, anh hôm qua anh đi đất đào đất mà. Mùa hè này nhanh bột khô quá anh ơi, vừa đắp bột lên nó vừa vuốt. Em nếu mà nó khô đó, em ngồi trong cái máy lạnh đó, thì nó sẽ bớt khô. Tại vì cái phòng của anh đó là lúc nãy giờ anh vô đây nó hơi nóng là vì anh mới mở máy lạnh lên thôi. Rồi mấy bạn thấy không, để cục bột để yên này. Không làm gì hết, để cho nó tự động nó chạy nè, thêm các bạn thấy chưa? Cái điện đó. Chứ sao nữa, em nói đúng rồi đó Thủy Tiên. Trời ơi. Trời ơi, cái gì đó mà tiếng Việt không có dấu, đọc lé lưỡi luôn. Này các bạn coi này, ôm vô này thấy chưa? Cái mình có thể mình phất nó lên này, tại vì mình muốn cho nó khúc đều lúc này này, thấy không? Các bạn thấy chưa? Cái quan trọng là phải đều. Đó, thấy chưa? Như yên đó. Hello Thúy em. Jenny, sape que pasa? Que balos colos, this is Thúy A. Giờ đâu dám mở máy lạnh anh. Tại sao không sợ tốn tiền hả? Không đi làm, không có tiền mở tốn lạnh, máy lạnh tốn tiền hả? Các bạn coi này, see? Okay, you take that, you go here, nice and easy. Tay của anh quá đẹp luôn nè, mấy em đừng nhìn tay anh nha. Tay ngày hôm qua anh ra anh đào vun á. Anh cào đất, anh trồng mấy cây này, anh qua anh trồng quá trời là cây luôn. Anh trồng quá trời là loại rau luôn. Coi như đầy cái vườn của anh là bây giờ nó rau cây nó mọc như là quá trời rồi. Em nghe chị vào tiếng Việt giận nghe mắc mệt. Ai kêu em là chứ nóng cho nó chết corona. Vậy đó hả? Nè mấy bạn coi nè, thấy chưa? Ok. This color right here is 3A. Ok, this one here is 3A. 3A. Ok, I'm gonna write all the color down here so you guys could see all the color. Ok guys. Rồi. Now this one right here is 3B. Ok, this color is 3B right here. Giờ mấy bạn coi nè. Mấy bạn muốn lấy cho cục bột nó thật. Anh có trồng cây C không? Cây C là cái gì em? Bên Pháp không cho mở máy lạnh anh ơi. Có kỳ vậy. Mở máy lạnh nó ấy hả? Nóng cho nó chết đấy à. Thấy anh chùi cái cọ mà thương cho cái cọ quá, anh làm như quét nhà vậy. Đúng rồi, em quét như vậy này, thấy không? Đó, thấy không? Nhớ quét phải quét như vậy cho nó sạch. Nè. Bây giờ mình lấy cục bột cho nó đủ luôn nha, thì mình các bạn nên nhớ là mình lấy cho nó nhiều lên chút xíu. Không muốn mà mày lại làm chết luôn em. Hello Bonnie Lee em. Nè, thấy không? Lấy nước nè, lấy bột này thấy không? Em coi cục bột này thấy chưa? Nè, em thả cái bột ngay cuticle nè. Ok.
hạ xuống nè, hạ xuống nè, hạ xuống nè, hạ xuống nè, thấy chưa? Các bạn thấy David thả chưa? Thấy không? Kéo ra này, thấy chưa? Rồi, bây giờ mấy bạn coi này, mình vuốt hai bên vuốt vào này. Đó. Đó, thấy bạn thấy không? Mấy bạn chờ biết sao máy lạnh của mình nó bị hư vì sao, hồi nãy giờ nó không có chịu chạy. Cái phòng nóng hơi là nóng. Này bạn thấy chưa? Này, vuốt con bột ngon lành đúng không? Thấy chưa? Mình vuốt nhẹ thôi là mình xong. Ok, mấy bạn chờ chút nha. Máy lạnh mình đã bị điện. Rồi, 80 độ nóng chết luôn. Mấy bạn thấy chưa? Nè, con bột của mình nè. Thấy không? Dẻo. Vô ra đó. Đó, thấy không? Đi nhẹ nhẹ trên cuticle này, thấy không? Đó, bạn vuốt xuống này. Đó, cái là xong. Màu nào ra màu đó nè. Hello Kim Lê. Hello Danny, em khỏe không? Đó rồi, mấy quỷ sứ đâu hết rồi. Nè, mấy bạn thấy ngay chỗ này nó bị mỏng không? Thấy chưa, mấy bạn thấy không? Nè, mấy bạn nên coi lại này, để cục bột ngay đây này, thấy không? Mấy bạn để xuống đừng có làm gì hết, mình cho một cái thời gian nó, cho nó thời gian để cho nó ấy xuống. Hai Lan em, khỏe không? Hôm nay có đi làm không em? Nè, mấy bạn thấy không? Nè, cục bột rất là dễ thương và đẹp đẽ này. Sạch sẽ nữa này, mấy bạn thấy chưa? Nè, nhìn này, thấy không? Cái màu này là cái màu 3B này. Hello Ánh Trần, em khỏe không? 3B. Đây, 3B này. 3 này. 3B này, thấy không? Nếu đắp móng dài mà gặp bột nhanh khô thì làm sao giờ? Ok. Nếu mà đắp móng dài mà bột khô nhanh thì em chịu khó, em phải lấy nhiều liquid chút. Em nhớ chưa? Em chịu khó, em lấy nhiều liquid chút. Bây giờ bốn cái màu này anh xong rồi, anh để có một bên nha, anh cắt có một bên màu vàng, cắt có một bên nè. Ok. Vui 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 vui. À, để mấy cái màu này mà xong rồi, bốn màu này cắt có một bên nha mấy bạn coi nha. Cái màu nó rất là đẹp nha mấy bạn và các anh chị. Cái màu này là những cái màu metallic mà mình deep á thì nó còn đẹp hơn nữa. Khi mà mình deep xong rồi đó là cái màu nào màu đó nó ra rất là chuẩn. Mấy bạn, mấy em biết không? Đây. Là bây giờ mình sẽ đắp một bột khác cho mấy bạn coi đây ha. Các bạn theo dõi tiếp tục này. Here we go again. I'm gonna this color right here. It's gonna be 2A, okay? Now you guys go ahead and watch when I mấy bạn, mấy em coi này, để anh để bột bảo cho em thấy nha. Mấy em chú ý cái hũ bột của anh và em chú ý cái nước liquid của anh này. Nè, Ánh Trần này khỏe không em? Bà đi coi này nha. Bây giờ coi này, lấy nước này, thấy không? Bạn thấy nước chưa? Nè, lấy nước nè. Nó giỏi như vậy. Nếu mà mình lấy như vậy thì nó lại nhiều nước quá. Mà mình quét đi như vậy đó, mình quét đi như vậy đó thì nó lại bị ít nước quá. Đâm ra mấy bạn phải nên nhớ là mấy em lấy nước xuống này, hết cái cọ xuống này, nằm xuống này. Kéo nhẹ thôi. Ok. Và mình lấy cục bột lên nè. Giữ nó này. Và sau đó mình thả nó này. Ok. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, nghiêng cái móng qua một bên. Ok. Và mấy bạn vuốt từ từ vuốt xuống. Ngay cuticle làm tròn này, vuốt hết vào ngay giữa này, thấy chưa? Ôm vô này, thấy chưa? Mấy em thấy ôm vô không? Đó, ôm vô này, thấy không? Đó. Tạo cho cục bột nó dẻo này. Thấy chưa? Thấy không? Ôm vô này. Thấy không? Đó, cái máy lạnh nó chạy lại là mát mát chút xíu rồi đó. Lúc nãy trời tự nhiên nó nóng quá, nó không có tắt, sao nó nóng 80 độ nóng chịu nổi. Bạn thấy không? Mình lấy cái đầu là mình làm cho nó mỏng ở đây nè. Ok. Và sau đó mấy bạn vuốt nhẹ cho nó đi ra khỏi chỗ này thôi. Xong. Mấy chị em làm sao bây giờ sẽ phụ gọi là quỷ sứ luôn ta. Ừ, anh mấy em coi chừng á. Đó, thấy không? Mấy bạn thấy cái cục này nó bị dứa này, bị thiếu này. Bạn lên cục khác nha.
anh em mình hẹn nhau ở Utah nha Danny. Ôm nó vô nè. Bạn thấy giờ ôm nó vô nè. Đó. Ôm cho thật nhỏ lại, ôm thật lòi gọn lại. Đó các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái màu đẹp không? Anh ơi, làm liquid trắng này mùa đông đúng không anh? Cái liquid này là tại vì nó là cái liquid EMA đó, nhưng mà người ta quên bỏ cái UV vào đó nên đâm ra nó không có tím nha. Love that blue, I'm trying to buy the UK but you can't find stock for the sale or liquid powder for dipping. Sally May, let me answer you, okay? Like, comment, Sally May, let me answer you, okay? How can I answer your question here? Okay, chờ, wait, okay, Sally. Sally, okay, in UK, go to Nova Nail Supply or CN Nail Supply. Okay, Sally, have you seen it? Nova, yeah. Kelly, hello Kelly Lee, em khỏe không? Đây là cái màu này, là cái màu this color is 2A, okay? 2A. Nè, mấy bạn là màu 2A này, các bạn thấy chưa? Hốt tụi nó trước à. Ok, này, cái màu này là màu này cắt một bên nha, xong rồi nha. You're welcome, my dear. Okay, now this color right here is 2B. Okay, now you guys watch this color right here. It's so beautiful color. Anh sáng giờ em bận có chuyện. Anh làm gì sáng giờ vậy? Sáng giờ anh đắp bột thôi, anh hướng dẫn đắp bột thôi. Mình thích màu này, anh cho biết tên và màu số của màu. Có đầy đủ hết nha, chút xíu nó sẽ coi hết. Bây giờ mấy bạn coi tiếp tục nha. Mấy em coi tiếp tục, anh lấy cái bột này. Ok, các bạn coi này. Trước khi mình làm, mình cảm thấy như vậy, mình chùi cho nó ướt đi này. Đó, mình chùi ướt đi như vậy, đó là cái bột của mình nó sẽ chảy tốt hơn. Bạn có lấy cái bột nè. Ok. Thấy cái bột chưa? Nè, thấm xuống miếng giấy chút xíu cho khỏi chảy này. Mình thả cái bột ngay kêu đi cầu nè. Thấy không? Các bạn thấy không? Mình để cái bột này. Thấy không? Mình cứ đưa nó xuống nè, thấy chưa? Các bạn thấy không? Mình thấy bạn mình đưa nó xuống chưa? Kéo nó xuống luôn đi, đó. Như vậy là chùi đi nó khỏe lên, thấy không? Rồi sau đó mấy bạn chỉ có lo hai bên này này. Ok. Bạn thấy không? Ôm nó lại. Đó, thấy không? Ôm nó lại này, thấy không? Có thể vuốt lên này nếu mà nó không ấy. Kéo xuống này, thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? Ôm nó hết lại này, cuối cùng này, thấy không? This color a beautiful color. Mấy màu này đắp xong là lấy luôn. Yeah, kéo ngầu ha, phải kéo như vậy đó em. À, em phải tập kéo như vậy nha em. Nha Mimosa. Thấy không? Anh thấy cục bột chưa? Đâu ra đó nha. Và sau đó là mấy bạn nên nhớ là mình sẽ thêm cục nữa, mình để ngay cuticle ngay đây này cho nó xuống này. Đó. Mình để ngay chỗ này cho nó thật tròn này, mình kéo nhẹ xuống này. Các bạn thấy chưa? Nè. See how beautiful the color is. How vibrant the color is. Liquid xoài lại nào mà anh William hứa anh sẽ dùng cái liquid này nha. Cái màu này để anh cho ghi xuống đó. Màu này màu 2B. 2B nè. Đây này em sẽ dùng cái liquid loại này này. Thấy chưa? Đó. Của Chiso nha, nó kêu là EMA này, các bạn thấy chưa? Sculpting Liquid. Ok. Các bạn sẽ tìm cái liquid đó để xài nhé.
mình sẽ đổ ra cho mình coi mấy bạn coi này. Đó, thấy không? Quyệt đó. Chú xài nước làm hoa hay lưu huỳnh giả? À, nước lưu huỳnh đó, nước lưu huỳnh đó bé. Hôm nay màu xanh đẹp quá, em thích quá, thích không em? Bữa nào anh làm cho em bộ màu này nha. Này màu này màu 2B, mình sẽ cắt con 1B này mấy bạn coi nè. Ok. Mấy bạn tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ tới màu này này, màu này màu xanh lá cây này. Màu này là màu 1A này mấy bạn coi đây. Mình sẽ làm 1A cho mấy bạn coi đây. Ok. Đó. Okay, this one right here is 1A, so you guys go ahead and follow here. Này mấy bạn coi là chú ý nha. The way I pick up the liquid, okay, and the way I pick up the powder. Okay, I hold down for a few seconds, then I place it right by the cuticle, and I start dragging it down, drag it down, drag it down, drag it down, drag, drag, all the way out to the end. Okay, and then mấy bạn coi này. Okay, you start working from your outside into the center. Mình kéo hết vào trong ngay giữa này. Okay, make sure you pull everything into the center. Mấy bạn nên nhớ là mình kéo hết vào ngay giữa nha mấy bạn. Ngay giữa là nó làm cho cái đậu cong nó đều lên và nó sẽ đẹp hơn. Các bạn thấy chưa? Đó, đây là cái màu metallic của chisel đây. Đó, các bạn coi này, cực kỳ đẹp luôn. Okay. Thấy chưa? Đây là màu thalic đây. Anh cứ hứa hoài mà giờ chẳng thấy. Hứa gì em? Hứa em cái gì đó? Hứa thật nhiều. Các bạn thấy có bột nữa nè. Hello Jilin em, khỏe không? How are you? Mấy em khỏe không? Này mấy bạn coi vào này, thấy chưa? Ôm vô này, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Nè, cái màu xanh thật là tuyệt vời. Hello Jenna, em khỏe không? Nè, mấy bạn coi này, cái màu xanh này. The color are so vibrant, and I mean it's so beautiful. Làm tay cho em hả? Ồ, làm tay cho em thì bây giờ chờ anh qua đi hay là em qua anh đi. Màu này màu 1A nè, anh làm liền. Em muốn làm gì? Em muốn làm kiểu gì? 1A này, mấy bạn thấy không? Okay, that's the color 1A. You see how beautiful the color is? It's more like a green apple. See? Okay, continue, okay guys? Mấy bạn tiếp tục theo dõi nha. Đây, từ từ mình tiếp tục mình làm. Còn màu này là màu 1B, màu vàng này. 1B này, mấy bạn coi 1B này. Con mới học nên chưa biết cách chú dạy thêm nha. Okay, có tự nhiên, có cần gì thì cứ cho biết nha. Hello em Ánh Trần, em thấy không? Nè, bây giờ mấy bạn coi lại này, thấy không? Chùi cọ sạch sẽ ha. Nè, coi chui nè, vuốt cho nó đẹp nè. Mấy bạn coi cách cắt liquid nè. Lấy liquid lên nè, thấy chưa? Lấy cái bột nè, thấy chưa? Rồi, thả cái bột ngang cuticle nè. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè. You guys see how I just did? I'm just let the product, I'm just trying to help to get the product fall down. Okay, after it fall down, then I'm gonna pull everything into the center. Mấy bạn thấy chưa? Mình chùi hết vào ngay giữa này, mình kéo hết vào trong bên trong này. Okay. From the outside into the inside. Bạn thấy chưa? À, nó dư thì mình bỏ nó thôi. Bạn thấy chưa? Dư mình bỏ nè. Đó, thấy không? Kéo vào ngay giữa. Đó. Mấy bạn thấy chưa? Rất là dễ dàng. Con mới các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mấy bạn lấy cái bột thứ hai nha. Các bạn thấy cái bột thứ hai theo nha. Cái bột thứ hai này ngay cuticle này, thấy không? Qua này kéo nhẹ này. Ok, mình đắp cái bột thứ hai ngay chung quanh cuticle này. Kéo xuống này. Đó, thấy chưa? Thêm cục nữa này, nhớ là thấm cho nó khô này, thả ngay cuticle này, thấy không? Để yên đó, gần cuticle. Để móng ngay giữa camera. Ok, sorry em. Rồi đây. Này các bạn thấy không, vuốt nó xuống này. Đó, nhẹ nhàng đúng không? Ôm hết vào ngay giữa này. Nước ngoài thích móng nhọn này chú. Nước ngoài họ thích đủ loại hết á.
móng nhọn, móng coffin. Hiện tại bây giờ là hai cái móng mà được người ta ưa chuộng nhất là móng nhọn và móng coffin nhé, hai loại. Em biết không? Đó. Khúc này nó hơi lỏng này, hơi mỏng này. Bạn thấy không? Đâu có sao đâu, mình chêm như thôi. Cái này là đỏ thấy không? Để cái cục bột đó. Móng tay anh làm gì mà đen thui vậy? Hôm qua anh đi quốc đất em. Quá trời dơ luôn. Rửa nó chưa ra nữa đó. Người của anh dính đầy đất luôn này. You like that pretty yellow? Tên anh đắp móng dài, anh chỉ đắp hai lần đi anh, em lấy bột hai lần bột. Ok anh chị em, hai lần, cái này là một B nha. Nè, một B nè. Ok. Rồi mấy bạn coi giỏi ha. Tôi 5 rồi, giờ tôi 6 này. 6A này. 6B này, 7A, 7B này. Rồi, tiếp tục nha. Đây. 6A và 6B nha. Lúc nãy mình quên lấy 4A và 4B đó. 4A 4B không có, bây giờ mình lấy 4A 4B mình đắp cho mấy bạn coi nha. 4A đây. Các bạn coi màu 4A đây. Em nói đuôi then. Em đâu nói đen thui đâu, em nói đuôi then. Em chơi chữ danh nữa hả? Hả? Nè. Hello Hương Phạm, hello cả nhà. Nè mấy bạn thấy cái bột bột này nó hơi bị đầy, mấy bạn thấy nó đầy không? Mình nên chịu khó mình quậy lên như vậy nè, tại vì nhiều khi nó bị pack vô đó, đâm ra cái bột nó bị cứng lại, nó mấy bạn đắp lên nó sẽ bị có vấn đề. Mấy bạn hiểu chưa? Đây, 4A và 4B đây. Hai cái màu này cực đẹp luôn. Nè. Mà các bạn, mấy bạn mà mua cái màu về này về mấy bạn lợi lắm, tại biết sao? Tại mày biết nè, cái cục này nó bị cứng này, em thấy chưa? Mấy bạn thấy không, nó cứng không? Đó. Lỡ mà mấy bạn mở cái hộp bột ra mà nó bị cứng như thế này thì bây giờ mình có một cái cách mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn để cho mấy bạn khắc phục cái này nha. Mấy bạn chờ một chút xíu. Có lời nào ta lỡ quên không em? Đây, mấy bạn sẽ lấy cái hộp bột này đó. Ok, mấy bạn đổ nó ra đây như thế này. À, mấy bạn hiểu chưa? Nè, nó sẽ còn lại bao nhiêu đây thì mấy bạn thấy là nó vẫn còn khột, thấy chưa? Cái này nó không phải là nó bị hư, mà là vì lý do cái máy nó ép cứng quá thì cái bột của người ta đó nó sẽ bị có vấn đề. Thì bây giờ mấy bạn coi lại này, mình sẽ lấy nó lên này, mình đắp này lắp lại này, mấy bạn xách nó lên. Bạn thấy chưa? Hello Nguyễn Nga, em khỏe không? Hello Hương Phạm, em khỏe không? Qua Cali em làm móng tay cho anh. À, hay em bay qua đó gặp người trong mộng luôn. Đúng rồi, em qua đây đi em. Anh đang chờ em ở đây này. Anh qua đây này, anh sẽ giới thiệu cho em một cái ông này. Anh nói thiệt với em, ông là lúc mà anh đứng gần ông á, ông là thì ông tỏa ra một người một anh ông trong cái người của ông tỏa ra một người nước mùi nước hoa. Nước hoa của bông hoa đó nha. Em biết những cái bông hoa mà người ta mang vô mà nó chôn xuống dưới sình đó khoảng chừng bao nhiêu năm nay đó, ông tỏa ra cái mùi nước hoa đó đó. Em biết không ông đó. Nè mấy bạn coi này, thấy không, nó hết rồi, thấy chưa? Thì nó đâu có bị cái gì đâu, tại vì lý do đó là như vậy này, nó pack cứng quá đâm ra cái bột nó bị dính lại thôi chứ không phải là cái bột nó bị hư đó. Mà cái mùi nước hoa đó đó là em đứng khoảng chừng cả 5-6 feet á, em hửi được cái mùi nước hoa của ông luôn. Có nghĩa là ông tới cái chỗ của anh đứng á, là anh cứ dê dê không à, tại mình nước hoa của ông nặng quá. À. Đó ha. Mà anh nói thiệt với em luôn á, ông á thì không có đòi hỏi nhiều gì hết tất cả về người phụ nữ. Đó, thì anh thấy là em là chuộng nhất, em là tốt nhất cho ông, tại vì em trước em đang em đang tìm người. Em đang tìm người yêu thì anh tìm cho em. Ông á là không cần phải nấu cơm hàng ngày. Em chỉ cần nấu cháo hàng ngày cho ổng thôi. À, em nhớ là như vậy, không phải lo cơm nước, chỉ có lo cháo thôi. Tại vì ổng thì không ăn cơm được nữa, tại vì bây giờ răng của ổng có 2 cái thì sao ăn cơm. Đó. Nhưng mà ổng ăn cháo thôi bây giờ là, nhưng mà đặc biệt một cái là như vậy nè. Em được một cái bonus nữa là như vậy thôi em. Ổng có 2 cái răng á.
Buổi tối ấy là ông mum 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 là được rồi. Em hiểu chưa? Thì là em đâm đừng có lo, anh cứ lo về hết á. Ban ngày á thì em chỉ có lo cháo cho ông thôi, tối là ông mum 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 thôi á, là có hai cái răng mum 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 là cũng đủ rồi. Đây thôi không phải nữa, các bạn coi lại đây nè. Màu này là cái màu 4B. Mà đặc biệt một cái đó là ông có quốc tịch Mỹ luôn em, không phải là dân chơi đâu. Ông có quốc tịch Mỹ đàng hoàng đó, ông sanh đẻ bên Mỹ đó, quốc tịch Mỹ. À, mà em một cái đặc biệt đó là ông không có thích sắm sửa, đâm ra một bộ đồ mặc một tuần luôn, em khỏi lo, em khỏi phải lo mua đồ cho ông. Đó, thấy chưa, khỏe luôn. Đó, em đỡ tốn tiền điện mà tốn tiền nước nữa, đỡ tốn tiền đi shopping nữa. Nè mấy bạn coi tiếp tục nha. Nè thả cái bộ cái kia đi cầu này thấy không? Thấy chưa, thả xuống nè. Thấy chưa, kéo vô này, kéo nhẹ này không, chùi cọ này không. Ôm vô hai bên nè. Thấy chưa, ôm hai bên vô nè. Đó. Nè, mấy bạn coi này, tiếp tục vô nha. Sao Mimosa chừng này em bay qua anh đây. Là anh giới thiệu liền đó nha. Good morning. Good morning em à. Em Rosa. Em khỏe không? Nè mấy bạn thấy chưa? Bó tay cười. À, cười đau bụng luôn, trời ơi, làm không được nữa rồi. Đó em thấy không, một người là chất phát, rất là đơn giản, cuộc sống không có bon chen đó. Cuộc sống không có bao giờ bon chen, không đòi hỏi ha. À, có gì cho đó, có gì em cho gì em mung cái đó. Không cần đòi hỏi. Nè cô bồ thứ hai nè mấy bạn coi này nha. Mùi mà mùi nước hoa mà nó chôn dưới sình cả một cả cả chôn dưới sình cả một thế kỷ á, nó lấy biết bây giờ mới lấy lên cái mùi nước hoa rất là đặc biệt. Ông tới ông đứng gần anh mà anh cứ dây dê không à, ông cứ lui lui ông không à. À, cái mùi nước hoa nó rất là đặc biệt. À, nè em thấy chưa, cái màu này đẹp chưa. À, màu này là 4B nha mấy em, 4B nè, thấy không, cái màu 4B, màu nào màu đó rất là đẹp nha mấy bạn và các anh chị, cái màu nó rất là chuẩn, 100% chuẩn luôn. Rồi thì bây giờ mấy bạn thấy chưa, cái này nè, thấy không, thì mình phải đổ vô lại lại đây, mình cắt nó đi chứ mình đâu có bỏ đi được. À, thì nhớ là cái khi mà mấy bạn gặp cái trường hợp như vậy là mấy bạn hiểu được cái cách là cái lý do tại sao nó bị như vậy nha mấy bạn. Thì mấy bạn đừng có nghĩ là cái bột nó bị hư ha. Mà khi mà mấy bạn mua về rồi, mấy bạn mới về mấy bạn làm một thời gian á mà nó không có bị gì hết, mà mấy bạn làm một thời gian mà nó bị như vậy là có nghĩa là mấy bạn cái nắp này này mấy bạn để bên ngoài đó, nó dính vào liquid mấy bạn bỏ vào nó bó lại như vậy, cái đó nó là bị hư rồi. Ok Mộng Thu, anh không quên em, để chờ đi xíu. Anh mà biết chuyện diễn tả hư cấu quá. Ê rồi quên, đừng quên này em Mộng Thu, em coi nè. Ok. Em mộng mà tối ngày em đang nhìn cái tên của em cứ tưởng là cái bông luôn à. Mộng Thu hay là mông 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 Thu. Vì mà tụi em cũng đã nghe anh nói. Đây mấy bạn theo dõi, mình sẽ đắp hai cục bột cho mấy bạn coi nha. À, đây mấy em nào mà đắp hai cục bột mấy em coi theo dõi đây, những người mấy em mới vào nghề mấy em chưa có được giỏi đắp một cục bột thì mấy em nên đắp hai cục là kế. Đây là cách đắp hai cục này, giống là mình đắp trắng hồng vậy đó. Coi này, thấy chưa, cục bột này thấy không, thả ngồi đây
Đó, mấy em cũng làm giống như y chang anh luôn. Em kéo nó xuống thì ngay cái chỗ này này mình đập thật là mỏng ra này, để cho cục bột kia nó leo lên cho nó vừa, đúng không? Mình tiếp tục mình vẫn ôm hai bên, ôm vào ngay giữa nè, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Đó là gấu à. Nè. Nghe thấy không? Đây là cái cách đắp hai cục nha, nghe nghe, nghe Mộng Thu. Nè, cục bột thứ hai nè. Ok, em chú ý này, cục bột thứ hai của em nè. Thế giờ em để này, ngay cuticle nha. Thật là gọn vào cái cuticle của mình, không có để, đâu có để dư và không có để như thế nào hết. Mình đưa nó xuống và sau đó là mình chùi cọ và mình đưa ôm hai cái bên này vào trong như thế này. Lúc đó em mới lo cái cuticle cho thật tròn, đúng không? Khi mà cái cục tròn rồi đó là em từ từ em vuốt nhẹ xuống này. Thấy chưa? Em vuốt từ hai bên, em vuốt vào ngay giữa cho anh. Thấy chưa? Vuốt vào ngay giữa này. Là cũng giống như là em làm trắng, em làm ombre vậy đó. Hiểu chưa? Đây là cái cách đắp cho hai cục bột. Ok, mấy bạn nên nhớ là như vậy, đắp hai cục bột. Màu xanh đó non số mấy vậy anh? Kim lê chị, anh chút xíu anh sẽ lần ngược lại cho em coi ha. Nè mấy bạn coi nè. Nhẹ lấy cái này cho nó đều cũng này nè, đó thấy chưa? Em thấy cái khi mà mình làm á, nó thiếu chỗ nào thì em có thể em mộng thui em cứ chêm ngay chỗ đó cho anh. Ok. Màu này là cái màu 4A nha mấy em. Này, mình sẽ ghi xuống cho mấy bạn coi này. 4A. Bị chết chắc luôn nè. Đi qua du thà là chết chắc hả? Hello Yume Việt Nam em, khỏe không? Chào các em, chào các bạn mới vào nha, mấy bạn mới vào có gì mấy bạn cần mấy bạn share giùm cho David cái này ra nha. À như vậy có cái là tối nay là David sẽ có một cái chương trình, sẽ có một cái talk show, một cái Zoom Facebook á, là mình sẽ nói chuyện với lại một cái cô Linh Cao, là cô này là cô có cái trường học ở bên Florida, North Carolina đó. Là mình sẽ có một cái show tối nay vào 9 giờ ở bên 9 giờ ở bên bên Florida nha. Giờ Florida là 9 giờ đó ha. Rồi mình cách này còn một bên nha. Nè. Các bạn tiếp tục là mình sẽ coi lại nha. Bây giờ là cái màu 6A, các bạn coi màu đỏ này cực kỳ đẹp luôn, màu hồng này đẹp lắm này. Các bạn theo dõi đây nè. Đây. Đây, các bạn thấy chưa? Nè bạn coi lại nha, lớp nè, lấy cục bột, lấy hai cục nữa nha, mấy bạn coi là lấy hai cục nữa nha. Đây, chú ý đây. Chú ý cọ sạch sẽ ha. Nè, cục bột thứ nhất này em bỏ ngay đây này, thấy chưa? Bỏ ngay đây cho anh nha, em kéo xuống cho anh nha. Từ từ kéo này. Em thấy không? Không. Mình không có nhấc lên xa mà mình để như vậy là coi như là mình hướng dẫn cái cục bột của mình nó chui xuống dưới đây. Đó, bạn thấy giờ còn bao nhiêu bỏ đi nè. Chỗ này mình đập cho thật mỏng này, thấy không? Ok. Ôm hết là hai bên vào giữa cho anh. Thấy không? Thấy cái bàn tay này của anh chưa? Này, theo dõi này. Nè, mấy cái màu này rất là đẹp luôn nha mấy bạn và các anh chị. Đây là những cái màu của công ty Chisol lúc mới ra đó, màu metallic các bạn có 60 màu. Tập trung đi em nè, coi nè, để ý nè. Thấy không? Ôm nó vô này, mùi nước hoa đặc biệt lắm. Này kéo nhẹ cái ngay đây là cho nó thẳng ra này không? Móng tiếp ốm như vậy anh Việt mua ở đâu? À có hai cái anh không phải là anh mua mà cái này nó có là một cái thiết ngắn như vậy thôi. Sau khi anh mua về đó, rồi anh phải gắn cái thiết thêm vài nữa, anh nối nó lại.
thì nó mới ra được cái thiết dài giống như vậy. Nè, mấy bạn thấy chưa? Mấy em thấy không? Đây là một một màu này nghe Thảo. Nghe em thấy không? Mộng Thu. Em coi nè. Có bộ thứ hai nha, mình để ngay cuticle đúng không? Hello Kim Lê em. Nè, em để ngay cái cuticle này em để vào này. Ôm nó nhẹ nhàng vào này, thấy chưa? Và em vuốt nó vào ngay giữa cho anh. Đó, thấy không? Vuốt vào ngay giữa. Nè. Đó. Em order giống như vậy mà nó mập ú à. Nó mập quá thì nó không có đẹp. Anh cái này là anh vú lại nữa đó chứ không phải là như vậy đâu. Tại vì anh gắn cái thiếp nó vào xong rồi anh cắt cho nó nhọn lại, anh vú nó ra. Anh vú nó lại cho nó ôm lại như vậy. Mấy em và các bạn nên nhớ là như vậy này, cái màu cái thiếp á nó về nó không có được đẹp đâu. Mình phải modify nó, mình phải vú cho nó lại đẹp lại. Chắc mai mốt anh làm ra một cái mô kiểu này anh bán quá. Anh làm ra một cái mô thiếp như vậy anh bán quá. Chứ anh thấy có nhiều nhiều công ty nó làm, nhiều cái tụi mà tụi Trung Quốc nó làm á. Nó làm á nhưng mà nó làm không có đẹp. Nó nhiều cái thiếp nó làm không có đẹp. Tại vì mấy cái thiếp này thì mình mua ở Trung Quốc thôi, mình đâu có mua, đâu có ai bán được đâu. Đâu có ai bán lại, đa số là của Trung Quốc không à. Mấy em thấy không? Đây là thấy không? Anh gắn cái thiếp lại nên em thấy em có cái thiếp, cái lằn thiếp này này. Cái móng này là để chờ xíu là cái móng này có cái hộp màu này là màu gì nha mấy bạn. Màu này là cái màu 6A nha mấy bạn và các anh chị. Đây, màu 6A đây. Đúng rồi, màu của Chisel là từ xưa đến nay là nổi tiếng là consistent. Là cái màu nó vibrant, nó rất là đẹp. Nó trung thực. Này mấy bạn coi này. Những cái màu nó rất là đẹp và dễ thương luôn. Màu nào ra màu đó, không có bao giờ mà bị giống như là bị nó bị bleed hay là nó bị bleed hay là bị này bị kia. Anh đang làm thiếp đó nha. Anh đang làm thiếp giống như vậy này, anh đang làm cái mô. Đây này, anh đang làm thiếp này này. Làm thiếp thẳng này này. Mấy em thấy thiếp thẳng này không? Anh đang làm cái mô đó. Anh đang cho người ta làm cái mô mà anh không có làm ở Trung Quốc nha. Anh là bây giờ là anh tránh Trung Quốc rồi, tất cả cái hàng của anh là anh dẹp hết. Hộp này cũng làm ở Việt Nam, bột thì là của Mỹ rồi, màu là của Pháp này, màu của Mỹ này, đa số không có dính líu về, mình tránh China luôn, là không có làm gì China luôn. Cái thiếp này anh làm ở Việt Nam luôn là mấy em biết. Nè, có những điểm gì cần lưu ý mình đắp bột không anh, để em đắp làm ra đẹp. Em chú ý là như này nè, em đắp bột là em nên nhớ là như thế này. Đây màu này màu 7A nha. Màu 7A này, cái màu này màu 7A này, màu hồng đẹp này. Mấy em chú ý lại nha. Hello Tony, khỏe không em? Nhớ lấy con dao này, các bạn nên nhớ là như vậy nè. Mình lấy cái này xong rồi đó, mình lấy nó ra đó. Các bạn nhớ không? Mấy bạn bỏ vào đây lại. Đừng có đem cái này dục đi nha. Có nhiều người không biết nó đem dục đi hết luôn. Xong rồi lúc mà đậy cái nắp này lại nè, lật ngược hũ bột lên á, nó đổ ra ngoài. Xong rồi lúc đó mới liên lạc, hỏi anh David ơi, em thợ của em nó lỡ quên nó đổ, nó dục hết cái này đi rồi, anh có thể gửi cho em một số nào được không? Thì đâm ra anh nhớ là mấy em là nên nhớ là đừng có bao giờ dục nó đi. Nghe không? Lấy nó ra bỏ nó vô trong này lại để cho nó giữ lại cho cái bột nó khỏi đổ ra ngoài ha. Rồi, tiếp tục này đắp bột lại cho mấy coi nha. Ngày mai mốt là anh mốt là anh sẽ ra cái mô này ha, mà anh có công ty bên Việt Nam làm ra mấy cái này hết. Tại bạn anh có một công ty nhựa mà chuyên môn sản xuất nhựa. Anh giao hết cho người bạn của anh ở Việt Nam, công ty của anh làm hết ở Việt Nam luôn. Mình không chơi đồ Trung Quốc. Mình ủng hộ cho Việt Nam, mình cho Việt Nam làm ra hết. Ở Việt Nam muốn mua hàng thì Phạm Trang ơi, trả lời dùm cho Tammy Lê, trả lời dùm cho Phạm Trang dùm cho anh cái nha. Ở bên Việt Nam có người bán. Bây giờ mấy bạn coi tiếp tục lại nha. Nè, bây giờ mình đắp một cục cho mấy bạn coi luôn nha. Bây giờ mình không đắp hai cục, em đắp một cục lại nè. Bạn chú ý nha. Ý em là lưu huỳnh khi đắp bột màu đó anh, vì bột màu dễ bị xấu lắm nếu đắp không khéo. Nó đúng ra cái bột màu của Chisel dễ đắp lắm em. Nó không có bị loang, nó không có bị chảy, nó không bị tùm lum hết. Em lấy cục bột lên á là em bỏ đây này. Ví dụ em bỏ cục bột lên này. Em lấy cục bột lên nha. Em thấy nè, cục bột này. Em để lên nè.
Thì em nhìn á là nó không có bị loang hay nó bị một cái thứ gì vết trong này hết. Có nhiều cái loại bột đó nó bị loang. Thì nó bị loang, thì bị loang ngay giữa thì nó rất là xấu. Đó, nó làm không có được. Đâm ra chi sồi em không có lo vấn đề loang đó, nó rất là good. Em cũng mua đồ hả? Ok, em mua đồ em đặt ở trong Facebook Themi. Themi chạy đi đâu mất tiêu rồi. Chạy qua giúp cho mấy bạn ở trong này nữa rồi. Ở bên Việt Nam có ai mua đồ đó. Mấy bạn qua lại nha. Nè. Đúng rồi, Danny nói đúng là bột chi sò không sợ bị loang. Tại vì chi sò của mình làm là không bị loang. Rất là tốt. Bạn coi này. Lấy liquid này không? Thấm vào này, bột nè. Thấy chưa? Mấy bạn thả cái bột nè. Kéo xuống này. Kéo xuống này, 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 kéo xuống. Kéo xuống hết. Mấy bạn thấy chưa? Ôm hai bên ôm lại này. Ok. Nè, trả lời theo mi trả lời dùm cho Thu Phương, mới là một số người người ta muốn mua bột ở bên Việt Nam đó. Trời, có mấy người ở bên Việt Nam họ đang muốn mua bột đó, chi sầu đó ở bên Việt Nam đó. Em coi lại coi, trả lời dùm cho họ dùm ăn cái này. Mấy bạn coi này, ôm nó lại này, thấy không? Ôm này, ôm vô này, thấy không? Đó, ôm vô này, thấy không? Các bạn thấy không? Cục bột nó rất là đều, nó very vibrant, nó không có bị trục trặc hay là một cái thứ gì hết. Màu nào ra màu đó, rất là đẹp và dễ làm. Đâm ra mấy bạn làm, khi mà mấy bạn làm, mấy bạn nên nhớ là cái bột của Chisoo nó như vậy đó. Nó giúp cho mình, nó tạo cho mình một cái đam mê. Nó tạo cho mình một cái coi như là mình làm rồi mình sẽ bị ghiền. Mình sẽ có một cái đam mê trong cái đó, cái bột thì đó. Hello. Anh cho em hỏi có màu gel chưa anh? Màu gel thì anh có 100 màu gel, còn cái màu này anh chưa có màu gel. Nè. Thu Phương nó có Thu Phương ở đang ở Việt Nam đó, em trả lời cho có theo Mile trả lời giùm nha. Bên Việt Nam nha. Nè các bạn thấy không? Nè cục bột nè. Nó rất là đều và nó chuẩn lắm. Nhìn rất là đẹp. Bạn thấy chưa? Đây, cái màu này là màu 7A nha mấy bạn. Đây, mình sẽ ghi xuống cho mấy bạn coi. 7A. Thấy màu 7A không? Rồi. Mấy bạn nên nhớ là như thế này. Cái khiếp. Ở ngoài mưa rồi đây. Hôm nay thời tiết Florida bị mưa này. Em ad fan anh với nha, em rất thích những clip của anh, rất tận tâm. Hello Vanessa Van. Ok em. Ừ, em ad đi, tại vì anh nhiều fan quá, để anh coi coi. Bây giờ mấy bạn thấy này, mình thấy nè. Mình lấy cái liquid nha. Đó. Tại vì cái tip này nó mình mua về nó như vậy thôi. Mà có nhiều khi mấy bạn em nên nhớ là cái tụi Trung Quốc này nó làm cái tip á. Có nhiều cái thẳng, có nhiều cái méo á. Nhìn nó thô lắm. Thì mấy cái đồ này thì không có ai bán hết, bắt buộc mình phải mua của nó thôi. Thấy không? Mấy bạn thấy mình gắn nó vào, thấy chưa? Nè mình coi, mấy bạn coi này. Đó. Thì mình sẽ gắn lại như vậy này, mấy bạn thấy này. Vì làm như vậy để cho nó mới dài ra thôi. Chứ thực ra của nó ngắn lắm, không có dài được như vậy. Mấy em hiểu chưa? Mà nó có một cái loại dài nữa, nhưng mà nó cũng không có đẹp cho lắm. Nó làm không không đẹp. Nó dày mà nó thô lắm, không đẹp lắm. Tony Nguyễn, anh ship cho em 100 màu được không anh? Tony, anh không có bán hàng nha. Em muốn mua thì bây giờ em đang ở đâu? Thì có thể là anh giới thiệu cho em tới chỗ đó mua. Anh thì anh không có bán. Anh là nhà máy, anh không cạnh tranh với lại supply nha.
Tại vì supply anh để cho supply bán thôi, anh có hơn 200 cái supply trên đất Mỹ mà. Và thế giới mà. Là họ bán hết á. Tiểu bang nào cũng có hết. Hello Kim Lê. Em ship cho anh nha. Đó, đây nè, các bạn coi này. Thấy không? Mình cắt này. Đó, mình cắt như vậy là mình vỗ nó đi thôi. Bạn thấy không? Đó. Thì như vậy thì nó mới ra được thôi. Đó, mấy bạn coi nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ làm sau đó là mấy bạn lấy cái cây đầu giũa, mấy bạn giũa hai bên cho nó ấy lại thôi. Bạn coi này, giũa lại nhẹ nhàng này, thấy không? Đó, thấy chưa? Nhẹ nhàng vào này. Thì nó cho nó cho cái xếp nó ôm lại rồi mình đắp cho nó đẹp thôi. Các bạn thấy không? Đó. Những cái màu này rất là đẹp nha mấy bạn và các anh chị. Ở bên Florida hiện tại đang mưa mà sấm sét quá trời. Rầm 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 luôn. Ok, thả ra lại này ha. Đó mấy bạn coi này, thấy không? Nó ra như vậy thôi. Bây giờ cái màu này là màu 7B đấy, các bạn coi màu 7B nha. Bạn chú ý vào cái màu 7B đây. Này. Cái nắp nó bị dính lại rồi này ha. Mình sẽ lấy nó ra. Như các bạn thấy không? Đó mình lấy cái nắp nó ra. Nhưng mà mình nên nhớ là mình coi là mình quậy nó lên coi nó có bị cứng hay không. Cái hũ này ok, không bị cứng quá này, nó ok này ha. Giờ tiếp tục đắp. Giờ nè, đắp cục bột cho mấy bạn coi lại nữa nha, mấy bạn theo dõi đây. Nè. Nè mấy bạn coi cục bột này nha. Thấy không, cục bột chưa? Thả ngay kêu đi cò nè. Nhẹ xuống nè. Nhẹ xuống nè, thấy chưa các bạn, thấy nhẹ xuống không? Kéo xuống cái chùi cọ sạch sẽ nè. Đập hai bên đập vô nè. Kế, vuốt hai bên vuốt vào nè. Thấy chưa? Rồi. Đó, thấy không? Các bạn thấy chưa? Rồi. Xong. Hello Stacy. Mưa to quá người ta không có đi làm nail. Đúng rồi, mưa lớn lắm. Bên anh mưa lớn lắm. Bên em cũng bị mưa hả Andy? Hello Xuân Xuân em. Hello Wenda em khỏe không? Nhà các bạn coi này, tức cục bột thứ hai nha. Thấy không? Để vào này, ngay cuticle này, thấy không? Kéo xuống này. Thấy chưa? Kéo xuống này, thấy không? Đó, các bạn thấy không? Nhẹ nhàng này, vuốt vô này, thấy không? Đó, ôm nó nhẹ này, ôm nó lại này. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Ôm nó cho nó thẳng ra. Thì cái móng của mình nó xong nè. Rất là đẹp và đẹp dễ dàng. Đây. Cái màu này là cái màu 7B nha mấy bạn. Đây cái màu này 7B. Mình sẽ ghi xuống 7B cho mấy bạn coi. 7B nè. 7B. Bạn thấy 7B chưa? Đó. Rất là nhiều cái màu nó đẹp lắm. Bây giờ mình tới số 8 nha. Mình sẽ coi màu 7B rồi. Bây giờ mình sẽ qua màu số 8 nè. Đây, hai cái màu số 8 là cái màu 8A, 8B là cái màu này nó tối đậm này. Màu 8A, mấy bạn coi màu 8A này. Nãy giờ em, hello Trang em mới vào hả? Trời ơi, nãy giờ em chỉ vào nghe anh kể chuyện. Anh kể chuyện cho mấy em nó nghe. Mấy em nó phải đi thay quần mấy lần này. Đây mấy bạn này, có cái màu này đẹp chưa? Xuân Xuân à, gì ngộ vậy nè, trùng hợp quá à, Hi Đài Loan cũng mưa to muốn chết, ở Mỹ cũng mưa. Ồ vậy đó hả em? Em cũng mưa à? Bên Đài Loan cũng mưa hả? Bên anh cũng mưa nè, em nghe không? Xó sóng lính rầm 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 bên ngoài không? Hôm tuần vừa rồi là bên nhà anh á, nó bị mưa đá. Trời ơi, cục mưa đá. Em lấy cục mưa đá lớn, nó lớn như cái hũ bột của anh vậy này. Tin không?
Là đầu tiên anh thấy trong cuộc đời luôn, cục bụi đá lớn như cái hũ bột vậy đó, quá trời là lớn luôn. À, kể chuyện lại đi anh. Ôi, kể chuyện lại gì nữa, hết rồi. Lát nó coi lại đi. Nè. Bây giờ là coi lại cục bột này ha. Bây giờ cái này làm hai cục cho em coi nha. Nè, Mộng Mộng Thu ơi. Mộng Thu coi cục bột này, hai cục bột nè. Em đòi hai cục bột, anh cho em hai cục bột nè. Cục bột thứ nhất anh thấy nha. Để 3/4 của cái móng thôi. Các bạn kéo từ từ, kéo nhẹ xuống. Đó, thấy chưa? Và tiếp tục là mấy bạn coi này, đắp đều nè. Thấy không? Ôm thật đều mỏng này, giống như là mình làm ombre vậy đó. Mấy em nhớ là như vậy đó. Cũng giống như là mình làm ombre vậy thôi, tại vì mình đắp hai cục mà. Đây. Susan à, Tú Anh nãy giờ khoái quá. Đòi đi qua bên đây gặp anh liền nè. À. Thấy một cục chưa? Em thấy một cục chưa? Trời ơi, em là chắc chắn em quỳ gì, em là bây giờ em quỳ cả tháng chưa hết nữa, người ta gần xong rồi em mới vô. Nè, cục bột thứ hai nè, thấy không? Nghe kêu đi cầu nè, thấy chưa? Nhẹ nhàng nè. Đó. Đó, thấy không, nhẹ nhàng này không? Đó, thấy chưa? Chị ơi, chị sướng thiệt, rất là phụ yêu cho chị. Là em nổi tiếng. Em nổi tiếng rồi mà. Nè, mấy bạn coi nè. Nhẹ nhàng thêm cục bột nữa nè, thấy không? Đi sát vào cái đi cầu đúng không? Ôm nó vô nè. Thấy chưa? Thấy đứt phớt không? Nhẹ nè. Phớt nhẹ cái này. Thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Phớt nhẹ này. Nghĩa là mình phớt trên mặt bột thôi, không có đừng mình đừng có mình đừng có đẩy cục bột mạnh quá. Mình đè cục bột mạnh quá thì nó sẽ mất đi cái bóng của nó. Nó sẽ bị nó mất đi cái tự nhiên của nó. Mấy em biết không? Nó mất đi cái đó thì nó hết đẹp rồi. Hiểu chưa? Đó. Rồi đây là cái màu này, là cái màu 7 Pretty Color thầy đáp. Đẹp quá, cảm ơn Phạm Phương Vi em. Nè, 8A nha mấy bạn, màu này màu 8A đây, mấy bạn theo dõi đây, cái màu này 8. À. Ok. Đó là cái cách đắp cho những bạn nào mà mới vào nghề đó. Thấy không? Mấy bạn mà cái này màu là 8B này. Còn mấy bạn mà muốn muốn mấy bạn mới vào nghề lâu rồi thì mấy bạn đâu có lo, mấy bạn đắp một cục cho nó khỏe. Bỏ sầu riêng, đúng rồi. Không mà còn bỏ mít nữa đâu. Em mà quỳ sầu riêng là em quỳ mấy tiếng luôn đó Trang. Em cũng thích nghe, em cũng thích làm giới thiệu cho Stacy. Em cũng muốn anh giới thiệu cho em một một ông nữa hả, mà sao em nó muốn muốn kể chuyện. Ông này là Mỹ nha. À, dễ nuôi lắm đó, anh nói cho em biết. Này. Em này mới vào nghề. Nè, mấy bạn coi này, tiếp tục nha. Thấy có bột không? Đây. Rồi. Nè, cục này là cái này là hũ bột này là 8B này, bạn coi nè. Màu đẹp lắm nhé em. Anh nói nha, ác bắt em kêu trên vỏ sầu riêng nữa. Chứ sao em vô cháy là quỷ sổ bỏ sổ riêng hết á. Nè mấy bạn coi này, bây giờ mình làm một cục nha mấy bạn. Theo dõi nha. Lấy nước nè. Thấy lấy nước không? Lấy cục nước nè. Lấy nước nè, thấy không? Lấy nhỏ lên không? Này thấy nhỏ lên không? Nhìn kỹ nè. See how. Cái này là too much liquid nè. Ok. This is
đụng nhẹ là vừa đủ này. Nếu mà cái mập nêu nó ngắn thì mình đụng mạnh hơn chút xíu nữa, thấy nước nó ra không đó. Mà mình làm mình đụng nhiều quá nó thì nó bị khô quá, nó không có đủ nước, bạn hiểu chưa? Yeah, năm tới mấy em qua chơi đi. My Ranch, Chisel đảo, đảo Chisel. Này mấy bạn coi lại này nha, vô này lấy nước nè, nhẹ này không, lấy cái bột lên nè, ok, rồi nè, thả cái bột vào cuticle đúng không, ôm nó vô nè, đó, xuống này thấy chưa, nghiêng con móng của một bên, hất của một bên này thấy không, em thấy không, vắt vô này, cái màu rất là đẹp luôn này thấy chưa, đó, thấy nó ôm vô không, nè, rất là đẹp và dễ thương nè. Đó, thấy giờ mấy bạn thấy giờ. Đó, ôm nó vô này nha. Thấy giờ. Nhẹ nhàng nè. Mấy bạn thấy không? Đó, xong. Hello Kyle, khỏe không em? Nè, mấy bạn thấy giờ. Ôm nhẹ vô là xong rồi ha. Cục bột nó rất là biết nghe lời, nó biết nắn nó. Để đâu là để đó. Anh em ăn sầu riêng. Quỳ ăn xong cho ăn sầu riêng luôn. Anh à, anh nghe mùi sầu riêng là anh chạy 8 cái số. Anh với thằng con của anh. Nhẹ đây cục này ha. Ôm nhẹ đâu cho chắc đâu anh. Ôm nhẹ nhẹ thôi em ôm mạnh quá là bung à. À. Thấy không? Rồi bây giờ là theo em bạn thấy chưa? Tám B. Thấy 8B không? Đây cái màu này màu 8B. Đó, các bạn thấy chưa? Ok, bây giờ mình sẽ đắp mấy cái móng ngắn cho mấy bạn coi này nha. Bạn coi đây. Đây là những cái móng ngắn này. Màu này màu 2A, đắp móng ngắn cho mấy bạn coi này. Ok. Móng ngắn thì mình đắp như thế nào? Hả mấy em? Hả Mộng Thu, em muốn học móng ngắn này, đắp móng ngắn này. Ví dụ móng ngắn thì cũng dễ đắp lắm. Chị phụ quá tài đắp bột. Và cảm ơn em. TC, oh my god, my bad. Yes, anh David. Anh đọc lại comment trên đi. Comment gì em? Hai Kai Nguyễn vô học đắp bột hả Master. Kai hả? Kai đắp bột cũng giỏi lắm mà. Nè. Thấy chưa? Em thấy giờ là đây là cục bột này, cái ngắn này. Cái bóng này móng ngắn đúng không? Thì mình coi nè, lấy cục bột nè. Nó khác, liquid khác nữa. Thấy cái bột vừa này, thấy không? Thả nè. Kéo nhẹ này, thấy không? Các bạn thấy kéo nhẹ không? Mình vuốt nó xuống cái này. Sau đó là mình ôm hai bên ôm lại này. Ok. Các bạn thấy không? Ôm làm gì thì làm. Lúc nào cũng mình ôm hai bên vô trong hết. Không có thể, không bao giờ mà. Mấy bạn đừng có đắp như kiểu này. Có nhiều bạn đắp như kiểu này này. Nè, đắp theo kiểu này đó. Thì bạn đè như vậy là ngay cái chỗ này nó bị mỏng quá. Khu vườn anh có ở xa. Anh cách xa Homestead 2 tiếng nha. 2-3 tiếng. Mấy bạn thấy không? Mình đắp như thế này. Thì mấy bạn đắp như thế này. Mấy bạn nhìn kỹ này. Đó. Thì cái hai bên bột nó bị bè ra. Mà ở dưới nó bị mỏng. Mấy bạn hiểu chưa? Thì ở dưới bị mỏng như vậy. Hai bên nó đè ra. Thì hai bên bè ra thì nó rất là xấu. Ở dưới nó bị mỏng như thế này. Nó sẽ bị gãy. Mặc dù mình bắp thêm một lần lên nữa. À, tại vì đây là mình bắp bột màu đó. Mình thấy rõ. Nhưng mà nếu mà mình đắp bột na cho thì mình đâu có thấy rõ đâu. Mấy em hiểu chưa? Đó. Nè đắp như vậy. Thì tất nhiên là. Nè thấy chưa? Hai bên nó bè ra quá. À. Mặc dù mình ôm cho nó gọn lại đi. Nhưng mà mình nhìn nè. Các bạn thấy không? Nó phẳng. Nó rất là phẳng. Các bạn thấy chưa? Đâm ra là mấy bạn đừng có đắp bột, mấy bạn đừng có đè cái cục bột của mấy bạn như cái kiểu đó. Ok. Mấy bạn chờ chút xíu mình lấy tiếp mình làm tiếp cho mấy bạn coi. Nhớ là đừng có đè. À, mình đè là mình sẽ bị cái vấn đề là như vậy. Hiểu không? Đây, mấy bạn coi lại này, mình sẽ đắp lại này.
Cái quan trọng là mấy em đắp là mấy em chịu khó ôm hai bên ôm vào giữa. Anh Hoàng làm gì cũng nhẹ nhàng ôm sát vào mới đẹp. Đúng rồi đó Xuân Xuân em. Làm gì làm em phải ôm sát vào nha. Không không có buông ra nha. Anh làm ông Mai giới thiệu cho các bạn trên già nha. Đẹp trai còn nhà giàu học giỏi viết chữ bự gốc bự. Nhà trên núi. Nhà dưới biển và gốc của tụi Mỹ. Có đầy đủ hết em không thiếu gì hết. Đó. Thấy chưa? Mấy bạn coi lại nè. Cục bột nè. Thấy không? Thả cục bột ngay cuticle nè. Kéo nhẹ nè. Thấy không? Thấy không? Đẩy nó lên nè. Bạn thấy không? Mình hướng dẫn cho cục bột nó chảy. Mấy bạn hiểu chưa? Đó. Thấy không? Mình hướng dẫn cục bột nó chảy. Thì bắt đầu mình mới vuốt từ hai bên này vuốt vào nè. Đó. Mấy bạn thấy chưa? Thấy không? Ôm hai bên ôm lại này. Mình không có vuốt ở ngay giữa nhiều. Là mình muốn á cái độ cong nó chạy từ bên này qua bên đây. Ở giữa là cái độ cao nằm ở ngay đây. Độ cao nằm ở ngay đây. Còn anh bán Việt Nam là size bao nhiêu vậy? Anh có 3, anh có 4 size nha. 10, 12, 14 và 16 nha em. Tất cả là 4 size. Nhưng mà anh đang làm cái cọ là số 14 nè. À, bây giờ anh làm cọ số 10 cho mấy em coi nha. Mấy em coi đây, theo dõi đây. Anh làm cọ số 10 đây. Bây giờ cái cọ số 10 này. Đây. Đợi xíu. Cọ này cọ số 10 nha. Mình lấy cọ số 10 mình làm cho mấy bạn coi này. Ok. Đây. Này cái cọ này cọ số 10 nha mấy bạn. Thì cái cọ số 10 thì mấy bạn phải lấy cái liquid nó lại khác nhau nữa. Nó không giống cọ số 16 hay 14. Mình phải lấy liquid nhiều hơn tại vì nó ít lông mà. Đúng không? Này các bạn coi này. Ha, mình sẽ thả cái bộ ở ngay giữa nữa nè, tiếp tục này thấy không? Đưa xuống thấy không? Nè. Sau đó này, mình đẩy cuticle lên sát cho nó vào cuticle cho nó tròn này thấy không? Mình sẽ ôm hai bên ôm lại này. Này các bạn thấy không? Mình vẫn vuốt từ hai bên này vuốt vào. Mình sẽ không có đi vuốt ở ngay giữa. Thấy không? Ngay dưới là khi nào mình xuống dưới đây mình mới vuốt thôi, là vì lý do mình xuống dưới đây mình muốn cho này cho nó cho, ở dưới này cho nó đều và nó mỏng thì mình vuốt thôi. Ở trên đây là mình muốn cho nó tròn và nó đều. Này các bạn thấy chưa, ôm nó vô này thấy không, nhẹ nhàng này thấy không? Đó thấy chưa, ôm sát vào đó thấy chưa, đó thì mấy bạn đắp bột thì mấy bạn biết là cái đầu này mình bắt buộc phải muốn mỏng rồi. Thì ở dưới này nó mỏng, hai bên nó mỏng thì nó sẽ đẹp được. Các bạn hiểu không? Hiểu không? Đó, giờ mình lấy cái bột màu khác mình làm cho mấy bạn coi. Rõ hơn. Này, màu cam này, màu 5A này, màu này đẹp này. Đây. Cái màu 5A và cái màu 5B mình sẽ cho mấy bạn coi. Đây. 5A và 5B là màu cam này, mấy bạn coi này. Đắp bột anh dùng thường. Anh thường thường anh dùng cọ số 10, số 12 nha em. Thì ba cái cọ đó em xài cái màu nào cũng được hết. 10, 12, 14, 16, 4 cây chứ. Giờ mấy bạn coi nè. Màu này màu cam, màu này màu cam nè. Okay. Thấy có bột màu cam không? Màu vàng không? Mình thả này, mình làm ombre trong một cặp A, 5A và 5B nè. Bạn coi nè. Nhẹ nhàng nha. Mình đẩy sát vào ngay đây nè. Mấy bạn đập chỗ này thật là mỏng cho David nè. Ôm lại này. Ok. Ôm lại này. Đi hết vào ngay giữa đúng không? Bây giờ đi hết vào ngay giữa này. Đó. Đây là cái cọ này, cọ số 10 này. Một hũ là 12 đồng nha em. 2 ao. Em đắp được và em đít được luôn. Thấy giờ các bạn thấy chưa? Nè. Ngon lành thấy không? Bây giờ mình bỏ cái màu vàng lên nè. Anh có màu vàng này, màu cam này. Ngay cuticle này thấy chưa? Để nhẹ này không? Cho nó nằm xuống này. Mà mình vuốt nhẹ xuống nè. Đó, mấy bạn thấy chưa? Thấy không? Đó, thấy không? Sát vào nè. Ok, mình sẽ lấy thêm một cục nữa nha, mà từ từ cái đã. Đó, đưa nó vào. Nè, bạn thấy chưa? Này cục bột thứ hai nè. Thấy không? Ngay cuticle này đẩy sát vào này thấy không?
ôm lại này ha, ôm xuống. Nhưng mà ở dưới này mấy bạn không có cần phải làm nhiều quá, nó bị mất cái màu đi này, thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, mấy bạn nó khi mà nó xuống xa mà nó bị nhiều là mấy bạn lấy rửa cái cọ, mà mấy bạn làm cho thật sạch ở ngay chỗ này để cho nó cái màu vàng nó còn nằm đó. Các bạn thấy chưa? Thấy không? Đây này, cam này. Bây giờ là như thế này. Mình like a sunset, gì đây? Ok. Bây giờ mấy bạn coi là mình đắp một cái màu của nó này. Và mình sẽ đít cho mấy bạn coi luôn nha. Một cái màu của chỉ số nha. Đây. Nào, màu cam này, thấy không? Màu cam không? Nhẹ nhàng ha. Để sáp vào kia đi cầu cho thật tròn ha. Đó. Vuốt hết cho thật đều nha mấy bạn. Đây, đưa vào đây. Đó, thấy không? Mấy bạn làm như vậy thì nó xong một cục bột này, thấy chưa? Bây giờ mấy bạn coi là mình sẽ lấy cái màu này luôn. Mình sẽ lấy cái màu này luôn mà mình đíp cho mấy bạn coi nhé. Bạn chú ý đây. Đây. Lấy cây này nha, mình sẽ đíp cho mấy bạn coi này. Cái này là Super Base nha. Super Base này là nổi tiếng về là công ty chi sổ nổi tiếng cái màu này. Hiện tại bây giờ nó ngoài thị trường chưa có ai có cái công thức này hết. Là đíp xong là không có dũa luôn, không cần phải activator. Là cái này là gọi là super deep này, super deep base này, mấy bạn coi này, cái sơn lên thật đều ha. Nè, các bạn coi này, mình đưa nó vào này ha, mình để đó, lấy nó ra một màu này, thấy chưa? Các bạn nhìn ý là một màu này. Đắp bột vào móng ngắn làm sao để đẹp ạ? À? Móng ngắn thì cũng dễ đắp lắm em, bình thường thôi. Sau đó phủi bụi đi nha. Bây giờ có bộ thứ hai nha mấy bạn, có bạn có bộ thứ hai này. Bây giờ có bộ thứ hai nha. Nè, mình sẽ đi vào này, mình sẽ đi vào cho mấy bạn coi này. Đó. Mình lấy nó ra nha mấy bạn. Này coi này. Nè. Thấy không? Không cần phải dùng activator. Năm này là 5B nghe em, à 5A chứ quên, năm này 5A nha. Chị là Papacita, Mamacita, Ola, Comosta. Này mấy bạn thấy chưa? Nè bây giờ là mấy bạn nhìn nè. Đây mình sẽ đóng cái lắp lại này cho mấy bạn coi này nha. Mình để yên cái bột ở đây, mình không có bỏ cái gì vào nè. Các bạn nhìn kỹ nè, thấy không? Rồi là bây giờ là mình cầm cái dũa này. Bạn coi là mình dũa này. Thấy không? Các bạn thấy dũa cứng không? Đó, đâu cần activator đâu. Thấy chưa? Đặc biệt không, mà không bao giờ bị crack hết, không bao giờ bị bể bột hết. Cái chai này rất là thành thánh, chỉ có công ty G-Soul có cái công thức này thôi. Rất là nhiều công ty muốn làm ra mà làm ra chưa được cái công thức này. Các bạn nên nhớ là như vậy, công thức này rất là đặc biệt, là không bao giờ xài activator hết. À, mấy bạn coi là nhìn này, xong rồi ha. Bây giờ mình buffer cho mấy bạn coi này nha, bạn chú ý này. Buffer này, thấy không? Nãy giờ đâu có gì đâu. Buffer không có ác thì bây giờ gì hết nha. Buffer luôn này, thấy không? Đó, mấy bạn nhìn kỹ. Màu cam trước đó cũng đẹp lắm, anh có nhiều màu cam đẹp lắm em. Biên, 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 xí. Này bạn thấy không? Sơn này, xong này này. Phủi bụi đi này. Rồi bây giờ đó mình dùng, lúc nãy là mình dùng nó để mình dip vô đúng không? Bây giờ mình dùng nó làm top này. Sina I'm gonna use this for the top. Thì nhưng mà nếu mà mình dùng nó làm top thì mấy bạn phải chịu khó bỏ cái activator vào. Tại vì không có activator thì nó không có khô cái top một mình nó. Nè các bạn coi này. Nè, bỏ top vào này, thấy chưa? Rồi đó, thấy chưa? Thấy bỏ top không? Sau khi bỏ top thì các bạn nên chú ý có một cái như vậy này. Cái mặt bột này nó còn ướt như vậy, nó bị dính, nó bị hư, dễ hư cọ này lắm. Các bạn chùi cái cọ này đây sạch cho đi biệt. Chùi sạch đi này. À, các bạn chùi sạch đi này. Bây giờ chùi sạch đi.
trong khi mấy bạn chú tập đi loại sơn này. Nè, kéo xuống này. Thấy chưa? Chui cọ lại này, bỏ vô đây lại này. Mấy bạn nhìn nè. Thấy không? Thấy nó khô từ 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 từ, nó khô rất là nhanh. Hello Mindy, hello Mindy, em khỏe không em? Mấy bạn nhìn nè, thấy không? Thấy nó khô nè. Đụng cho nó khô chưa? Nó khô rồi, nó chưa? Bạn thấy không? Nó khô rồi, thấy không? Bây giờ mình sẽ sơn lớp thứ hai lên này. Đó. Mấy bạn coi này. Đó, mình sơn lớp thứ hai lên nha. Đó, mình để yên này. Nhớ là chùi cọ đi trước khi mình bỏ nó vào trong. Như vậy nó sẽ giúp cho cái cọ mình nó không có bị hư. Ừ, ai phá anh hoài mà đang live stream mà cứ gọi anh hoài nè. À, đây là lớp thứ hai này, bạn thấy lớp thứ hai không? Ừ. Nhưng mà cái thằng này nó đừng cái là nó xúc bờ bóng. Nhưng mà mấy bạn mà mới vào nghề, mấy bạn đừng dùng cái thằng này, tại vì nó khô nhanh lắm, mấy bạn làm không kịp. Đâm ra mấy bạn chịu khó dùng cái thằng này đi. Sau khi tay nghề mấy bạn giỏi rồi, mấy bạn hãng dùng cái chai này. Tại vì cái chai này nó khô nhanh lắm. Nè. Giờ mình làm thêm lớp nữa luôn cho mấy bạn coi này nha. Mình sẽ làm 3 lớp rồi coi nó khô sẽ khô như thế nào nha. Đó. Đó, chuột đi luôn nè. Mấy bạn mình để yên đây cho mấy bạn coi này nha. Trong vòng mấy phút đồng hồ, mình làm 3 lớp nha. Thường thường á mấy cái bột mà mình làm 3 lớp nó không khô. Nhưng mà chi sò thì mấy bạn coi này, nó sẽ khô hay không mấy bạn sẽ để là người chứng kiến nha. Đó. 3 lớp. Đây. Thì nó ý chứ không phải là nó không, mấy bạn ý chứ không phải cho nó khoảng chừng 3 phút. Đúng rồi đó Mộng Thu ơi, Super Base em vừa dùng base và dùng top luôn. Đây. Mình để yên coi nó khô nha, mình cho nó 3 phút cho nó khô nha. Chưa có khô cho lắm. Nhưng mà 3 phút là nó sẽ khô. Khô chắc chắn là nó sẽ khô. Này, để yên đó nha. Đây. Rồi bây giờ mấy bạn coi này, những cái màu này lúc nãy mình lấy làm này. Đây mình từ từ đây mình sẽ dùng cho top được luôn ạ. Đúng rồi đấy em Minh Trần ơi. Em dùng được hết tất cả. Top em cũng dùng được, base em cũng dùng được luôn. Em làm được cả hai cái thằng đó là super mà. Thì đâm ra nó em làm top nó cũng ok, nó cũng bóng lắm. Nhưng mà em làm base thì nó khỏi phải cần activator, nó khô rồi. Em chỉ xài một lần thôi. Đây, cho mấy bạn coi những cái móng mình mới làm xong, những cái màu rất là dễ thương và ngọt ngào này ha. Đó. David từ từ, David sẽ post lên tất cả những cái hình và những cái móng là cái số như thế nào. Để cho các bạn và các anh chị đã thấy được. Không cần hơi đèn em. Bên anh làm khách hay vẽ đẹp hay hoa bột? Bên anh làm khách hay vẽ và đắp hoa bột không anh? Có em mà cũng không có nhiều lắm. Cũng hoa bột cũng có chứ. Em có. Gì để cái tô là cái gì? Cái gì mà tía tô? Em toàn dùng cho base. Đúng rồi, em dùng cho base, em dùng cũng top cũng được luôn nha. Nha Mindy. Nè mấy bạn coi này, nó khô rồi nè, thấy không? Thấy không? R nè. Thấy chưa? Thấy nó khô không? Đó. Mấy bạn thấy không? 3 lớp luôn mà nó khô này, thấy không? Mấy bạn nhìn cho kỹ này, thấy không? Đó, đây là 3 lớp của cái top này. Thường thường 3 lớp này nó khó khô lắm, nhưng mà thằng này nó là super khô nhanh. Các bạn coi này, thấy chưa, rờ được này, thấy không? Đó, nó khô rồi đó. Rất là ngon lành. Rồi, thôi nha, bây giờ anh đói bụng quá rồi, anh đi ăn cái đây. À, tối nay mấy em nên nhớ là tối nay 9 giờ tối nhớ coi like của anh nha. Xong rồi có gì giúp anh share cái like của anh ra một tối nay. Ha. Dạ, đây very shiny. Mình đi Trần em, rất là shiny. Em 31 em xài cho top thử em sẽ thấy được là rất là shiny nha em. Đây là những cái màu anh mới đắp ngày hôm nay nha. Mấy em. Đây, những cái màu đây. Thôi bây giờ bye bye mấy em nha.